Ok, một cái cách tiếp theo cũng là một cái dạng giống như là thao túng, tức là mình đưa ra một cái nhận định về cá nhân, mình cho bé có một cái identity, tức là một cái nhận định về cá nhân, tôi là người trung thực. Cũng giống như tương tự giống như nhồi sọ vậy đó, tức là mở miệng ra là nói con ơi con là người trung thực cho nên con không có làm cái này, hay là ô con là em bé ngoan mà, em bé ngoan không làm cái này, con là em bé ngoan mà mẹ Mã Liên chơi trò này, Mã Liên thường xuyên. Liên còn nhớ rõ ràng là có một lần mà Liên đã lớn rồi á quý vị, lúc đó là Liên đang làm chương trình ở Hà Nội, cái năm 2013 đó thì Liên ở Hà Nội nhiều hơn ở Sài Gòn. Thì Liên đang ở trong khách sạn, tự nhiên 3 giờ sáng cái Liên thấy nhớ mẹ Liên, Liên thấy nhớ Mã Liên khủng khiếp. Tức là lúc đó không biết vì lý do gì mà nó trigger Liên trở về với cái emotional age của Liên là 3 tuổi rưỡi á. Liên cũng quên cái lý do rồi, nhưng mà Liên gọi điện thoại về Mỹ. Cái Liên, Mã ơi con nhỏ Mã quá Mã ơi. Cái mẹ Liên nói, con là mãnh tướng mà, con là dũng cảm lắm mà, chủ nhân đánh con còn không sợ mà, tại sao con khóc như vậy? Mà lúc đó Liên đã già rồi, Liên 40 mấy tuổi rồi mà mẹ Liên còn chơi vậy. Nhưng mà quý vị sẽ thấy là cái bản năng của người mẹ rất là tuyệt vời. Mẹ Liên không hề biết về cái gọi là emotional age hay gì hết á, nhưng vì cái bản năng thương con thôi. Cái mẹ Liên nói con là mãnh tướng mà, con là Trần Thị Ái Liên mà, con là thạc sĩ mà, con là gì gì mà Liên bảo không mẹ, con nhớ mà. Chết rồi, nó trigger thiệt rồi. Xin lỗi quý vị, nó trigger thiệt rồi. Cái lúc đó mẹ Liên cứ tự nhiên, vì cái bản năng của người mẹ thôi, cái mẹ Liên nói chứ thôi con ngủ đi, con ngủ đi rồi lát nữa bà Tiên tới dậy con. Buồn cười thiệt. Tự nhiên mẹ Liên không hề biết về cái gọi là emotional age, nhưng vì cái bản năng tự nhiên của người mẹ mà thương con quá, tự nhiên cái nó làm đúng quý vị. Cái mẹ Liên nói thôi con ngủ đi lát nữa bà Tiên tới với con. Cho nên sự thật đó, cái bản năng tự nhiên của người mẹ đó, nếu mà quý vị biết lắng nghe một cách sâu ta lắng và đúng á, quý vị thường là dạy con đúng, thường là dạy con đúng. Nếu quý vị thật sự biết lắng nghe cái bản năng người mẹ của mình thì tức là hãy nhận định con quý vị là một người tốt, và cứ mở miệng ra là nhồi sọ con là người tốt, nhận định là con là người tốt. Mình sẽ không nói sao con hư quá, mà mình nói là con là em bé ngoan mà, và em bé ngoan không làm hành động này. Hoặc quý vị nói con ơi con thường xuyên đâu có làm cái này, tại sao hôm nay con làm? Thường xuyên con không làm cái này, hôm nay lỡ một xíu thôi đừng làm lại là được, đúng không ạ?